Tiếp tục đến với nội dung phim Thế giới hoàn mỹ. Ở tập trước, lão gia Tần Vũ đã tạo ra một trận sóng thần cuốn về phía hai người Thạch Hạo và Tần Hậu. Thạch Hạo lập tức bị cuốn trôi, mà cái giới của Tần Hậu cũng nhanh chóng bị đánh vỡ. Thân thể bị nước cuốn lăn đi, nhìn lão tổ tự mình xuất thủ, Tần Minh vội chắp tay cầu xin nếu Tần Hậu xảy ra ngoài ý muốn, lỡ như ảnh hưởng tới kế hoạch thì không tiện giao phó cho thượng giới. Tần Vũ cho biết, nếu Thạch Hạo không chịu phối hợp thì sao lại tới mức này, lão không thể để mặc cậu trung thành được, tương lai sẽ trở thành kình địch của Bất Lão Sơn. Còn về phần Tần Hậu thì lão tự có phân lượng. Hơn nữa, hắn cần nhân cơ hội này để rèn luyện bản thân, nói rồi, lão tiếp tục thi triển bảo thuật. Lúc này Tần Hậu đã bị sóng thần đánh cho bất tỉnh nhân sự, đúng là không sợ đau thương hay kiếm mà chỉ sợ chết đuối. Thạch Hạo tiến lại đánh thức hắn dậy. Đột nhiên cậu cảm thấy có thứ gì đó đang di chuyển xung quanh, ngó qua ngó lại thì phát hiện một con mãng xà khổng lồ, cái miệng của nó há lớn định làm thịt hai người. Thấy nguy hiểm, Thạch Hạo vội đẩy người đệ ra xa, còn bản thân mình thì hứng chịu toàn bộ công kích. Thông qua một khe hở kết giới, Tần Di Ninh đã chứng kiến được hết thảy, nàng lo lắng định xông ra vậy nhưng kết giới đã nhanh chóng khép lại. Thạch Tử Lăng tiến lên muốn thử phá trận, hắn ngưng tụ lực lượng rồi ném trường kích về phía kết giới, mở ra được một chút khe hở, sau đó cũng bị phản tác dụng. Hắn không ngờ sức mạnh kết giới quá vững chắc, khó mà phá hỏng. Sau khi bị ăn đòn, Thạch Hạo liền rơi vào trạng thái bất tỉnh. Đúng lúc nguy cấp đó, Tần Hạo lao tới giải cứu, hắn lên tiếng cầu xin lão tổ vậy nhưng chưa kịp trình bày thì đã bị đánh bay đi. Thạch Hạo ý thức được bản thân đang gặp nguy hiểm, cậu còn chưa kịp gặp mẫu thân phụ thân, tuyệt đối không thể ngã xuống từ đây. Cậu nhanh chóng tỉnh lại, sau đó thách thức lão có bản lĩnh gì thì cứ tung hết ra đi, bớt ra vẻ cao thầm. Lão ta nghe vậy liền chịu ý, còn mãng xà khổng lồ nhanh chóng lao tới tấn công. Thạch Hạo lại thản nhiên như không có gì đáng e ngại, cậu sử dụng lực lượng của Chí Tôn Cốt và 10 đồng thiền khóa chặt mãng xà lại. Lão ta cố gắng dãy dụa vậy nhưng kết quả vẫn bị đánh cho tan xác. Tần Hạo chứng kiến một màn này liền kinh ngạc không thôi. Thạch Hạo vậy mà lại phá được bảo thuật của lão tổ. Thạch Hạo lập tức thu sóng thần của lão lại. Nó liền cho lại bộ ra một giọt máu và bị cậu hấp thu dùng cho Chí Tôn Cốt. Đáng tiếc là hiệu quả của giọt tinh huyết này không quá đạt chất lượng. Ngụy thần dù sao cũng chỉ là ngụy thần, phôi trương chút thanh thế mà thôi. Giọt máu này vẫn chưa đủ giúp cậu trị thương. Bây giờ Thạch Hạo vẫn chưa hoàn toàn mọc xong Chí Tôn Cốt, vậy nhưng lại có thể trực tiếp hấp thu thần lực. Thạch Hạo quát mắng, lão giam giữ phủ mẫu cậu, bỏ mặc Bất Lão Sơn hại tới tổ phủ, lại còn để cho huynh đệ cậu từng tàn, món nợ này bây giờ cậu phải đòi lại. Nghe lời khiêu khích này, Tần Vũ cũng tiến vào bên trong, tiêu tử sẽ phải hối hận vì dám chống lại thần linh. Nhiều lần khiêu khích uy nghiêm của thần, hành động này đã triệt để chọc giận tới lão. Đối với lão, mọi thứ dãy dụa của phàm nhân trước mặt thần đều vô ích. Lão lấy ra một sợi tóc, rồi muốn xem cậu có thể địch lại một cọng tóc này hay không. Thạch Hạo đánh ra cái chuông ngăn cản. Ngọn tóc tuy nhỏ bé, vậy nhưng lại ẩn chứa lực lượng kinh người. Nó dễ dàng phá tan hàng phòng thủ rồi bón hành cho Thạch Hạo, sống chết không rõ. Tần Vũ cảm thán, vẫn là tuổi còn quá trẻ, chưa trải sự đời. Nếu chịu khuất phục dưới Bất Lão Sơn thì cũng sẽ không phải bỏ mình ở đây. Lời vừa mới dứt, lão đã cảm thấy có gì đó không đúng. Từ trong đống bụi mù mịt xuất hiện một đòn công kích đánh thẳng vào mặt của lão. Ngay sau đó là dòng điệu mỉa mai của bảo tháp, một con trùng nực cười cũng dám tự xưng là thần. Thân hình Thạch Hạo chậm rãi bước ra ngoài, đồng thời cũng thắc mắc không biết vì sao tiểu tháp lần này lại hào phóng chủ động ra tay. Hắn cho biết bản thân mình không quen nhìn đám mặt dày không biết nhục này, dám xưng là thần trước mặt hắn, thực sự là không thể nhịn được. Thạch Hạo liền muốn hắn hỗ trợ, mọi nhân quả ở nơi này cứ để cậu gánh. Tiểu tháp cho biết việc này không phải do cậu, vậy nhưng đúng là cậu có cái gan lớn, dù sao tên này cũng có thần hỏa. Mà cậu chỉ là liệt trận cảnh, lại có thể cản được mấy lần tấn công của lão. Nếu như chiến đấu cùng cảnh giới với lão to thì e rằng sẽ dẫm lão xuống dưới chân. Lúc này Tần Vũ cũng tập trung vào bảo tháp bên cạnh Thạch Hậu. Lão nhận ra lai lịch của nó, hình như năm đó từng giáng lâm Bất Lão Sơn tạo ra thảm kịch. Bây giờ gặp lại, lão vô cùng hoảng hốt, cho nên chọn cách quay xe bỏ chạy. Nhìn cái biểu hiện đó, tiểu tháp liền mất hứng, không muốn động tay nữa. Hắn chuyển lực lượng vào thanh kiếm và yêu cầu Thạch Hậu tự mình giải quyết, còn tiểu tháp thì tiến hành chặn đường thoát. Lão ra kia nhanh chóng mở cổng không gian bỏ chạy. Vậy nhưng do đã bị động tay chân nên vẫn quay lại vị trí cũ. Tần Hậu chứng kiến một màn này liền kinh ngạc, tòa tháp thần thông quảng đại như vậy, rốt cuộc là thần thánh vương nào? Nhìn thấy sự hoảng loạn đến từ Tần Vũ, Thạch Hậu không quên mỉa mai, Tần Vũ quay sang thương lượng, rốt cuộc thì cậu muốn như thế nào? Thạch Hậu trực tiếp hỏi thăm vị trí cụ thể của mẫu thân và phụ thần. Lão ta vẫn quyết định sao ngôn, bọn họ đã rời khỏi Bất Lão Sơn rồi. Thạch Hậu biết kẻ này đang không thành thật nên vùng kiếm uy hiếp, lão ta hoảng sợ khai ra mọi chuyện. Hai người bọn họ bây giờ đang ở trong một vùng kết giới thiên địa bên cạnh thần trì cốc. Thạch Trung Thiên thì vẫn còn sống, hôm đó đại ma thần mang theo một thiếu nữ tên là Aman đến Bất Lão Sơn tìm phụ mẫu của cậu. Ông ta quét ngang Bất Lão Sơn vậy nhưng cuối cùng tại thần trì cốc lại bị tên Tần Trạm đả thương. Lão còn nghe nói bọn họ sau đó đã lên thượng giới.
lão không tự mắt nhìn thấy, vậy nhưng lại biết con đường tắt đi lên thượng giới. Lão có thể tiết lộ để cậu tự mình đi tìm. Vừa nói Tần Vũ vừa âm thầm chuẩn bị sẵn công kích. Thạch Hạo buông lỏng vũ khí và tiến lại gần. Lão ta thấy thời cơ đã tới rồi, cho nên lập tức đánh về phía Thạch Hạo một đòn công kích. Sau đó thừa cơ hội lao lên trên, pháp trận phía trên đầu chính là con đường thoát. Bây giờ không gian này sắp sụp đổ hủy diệt rồi, cậu cứ ở đây cho bị chôn cùng đi. Tần Hạo thấy vậy, trong lòng liền dao động, hắn không ngờ lão tổ lại không từ thủ đoạn vì bản thân chạy trốn. Giống như lần thi pháp trước kia cũng chưa từng nghĩ tới an nguy của hắn. Trái ngược với những suy nghĩ đó, Thạch Hạo vẫn bình thản như chẳng phải vấn đề to tát gì cả. Bây giờ cậu sẽ dạy cho người đệ đệ này bài học thứ hai, nhớ kỹ rằng cho dù hãm sâu tuyệt cảnh cũng phải giữ vững hy vọng. Kẻ phải sợ hãi lúc này là lão đầu kia chứ không phải chúng ta. Còn nữa, đừng vì loại dối trá này mà tự loạn tâm cảnh. Trước đó bản thân cậu đã trải qua rất nhiều chuyện, bị rất nhiều người tính kế. Từ người trong gia tộc, cả lần đầu gặp mặt hay những thiên tài tuấn kiệt, tất cả bọn họ đều vì lợi ích cá nhân mà bất chấp thủ đoạn dồn Thạch Hạo vào chỗ chết. Cậu muốn người đệ đệ này nhớ kỹ rằng, ở ngoài kia những loại người như vậy có rất nhiều. Dứt lời, Thạch Hạo liền vung kiếm đánh một chiêu về phía Tần Vũ, giết chết lão to, đồng thời không quên hấp thụ lực lượng của lão để tầm bổ cho Chí Tôn Cốt. Rất nhanh sau đó, Chí Tôn Cốt liền niết bàn trở lại. Hơn nữa, phù văn còn đang xếp đặt tạo dựng lại, diễn hóa áo nghĩa. Xung quanh nó là một loạt các ký tự, giống như là một bộ thiên thư, dường như là thiên thư sinh ra trên Chí Tôn Cốt. Bây giờ mọi thứ dần dần hỗn loạn, hai người không ở lại thêm nữa, bọn họ nhanh chóng lao lên vòng xoáy để thoát ra ngoài. Ở bên ngoài, niết bàn pháp cũng rung lắc dữ dội như sắp nổ tung, ba người lập tức rời đi. Tần Pháp và Tần Minh chạy một đường, còn Thạch Hạo thì một đường. Mục tiêu tiếp theo là đi tìm phụ mẫu, tuy nhiên vừa mới đi được một đoạn đường thì đã phải dừng lại. Lý do là bị ngăn cản, có cường giả thức tỉnh rồi, ngay cả bảo tháp cũng xưng hô kẻ đó là cường giả thì cũng đủ biết đối thủ lần này rất mạnh. Lão ta cũng là người quen của bảo tháp. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời các bạn đón xem nhé. Video của mình tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.